Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video của Top Tin Tức. Sau lùm xùm về việc ăn chia lương YouTube giữa các thành viên kênh Lâm Vlog, chúng ta nhìn lại phía sang Vlog mới thấy rằng giàu hay nghèo chỉ hơn nhau ở tấm lòng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngay từ khi kiếm được tiền từ YouTube, Sang Vlog đã tìm cách chia sẻ điều đó với những đứa trẻ nghèo khó cùng quê Sang. Nếu theo dõi các video của Sang Vlog, chúng ta có thể thấy rõ Sang một mình làm gần hết mọi việc, từ quay video cho đến giới thiệu, chia sẻ. Các nhóc xuất hiện trong video của Sang chỉ để cho thêm phần sinh động. Nói cho dễ hiểu là, các nhóc có mặt cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng vì tình thương hoàn cảnh của các em, Sang đã hỗ trợ bằng cách mời đi quay rồi trả lương. Cách trả lương của Sang Vlog hết sức công bằng và hợp lý. Nếu như Lâm Vlog trả lương cho các thành viên 7 đến 10 triệu một tháng, phải làm việc full thời gian kèm các điều khoản khắt khe như không được công khai bạn gái, nếu lập gia đình thì không được có con. Còn Sang Vlog thì khác. Các em nhỏ rảnh bất cứ lúc nào, Sang sẽ cho đi quay cùng và trả lương ngày hôm đó. Không phân biệt và không có bất cứ ràng buộc nào. Chúng ta cùng xem Sang trả lương ra sao nhé. Với nhóc Tâm đi quay được 2 ngày, Sang trả lương 6 triệu. Quý mọi người, mỗi cọc này là 2 triệu. Nhìn cái cọc to vậy thôi nhưng mà nó chỉ là 20 ngàn cho mọi người, sẽ đổi cho mới để mấy đứa nó cầm Tết cho nó đẹp. Mình đi quay 3 ngày nhưng ít xuất hiện, Sang trả lương 8 triệu. Mình thì đi cũng nhiều hơn Tâm một chút. À, nên đây là tiền của mình. Ở đây là ba mấy cọc, mình đếm rồi. 4 cọc. Nhóc rảnh đi quay 5 ngày, Sang trả lương 15 triệu. Dãnh này là 15 triệu nha. Tại vì dãnh cũng đi nhiều nhất trong đám, trong tem. Nhóc Văn đi quay 5 ngày, Sang cũng trả lương 15 triệu. Cô Văn này cũng là 15 triệu. Rồi, đó là toàn bộ cái số tiền lương của mấy đứa nhỏ nha mọi người. Như vậy chúng ta có thể thấy, nếu so theo tháng, mức lương đó không phải là cao. Nhưng tính theo ngày thì mức lương này quá lớn. 3 triệu cho một ngày đi quay, mức cát xê này cao hơn cả các diễn viên hạng B đi đóng phim mỗi ngày. Không những thế, các nhóc vẫn có thể đi học, vui chơi. Mỗi buổi quay là một lần trải nghiệm. Nếu không đi quay cùng Sang Vlog thì ở vùng quê nghèo này, các em chẳng thể lấy đâu ra số tiền từ 6 đến 15 triệu một tháng. Thậm chí cha mẹ các nhóc đi làm lụng kiếm cũng không ra. Như vậy có thể thấy rằng, Sang Vlog mời các nhóc vào team là để hỗ trợ, giúp đỡ các em. Việc Sang xây nhà cho nhóc Quỳnh, nhóc Sâu và giờ là nhóc Tuấn càng khiến chúng tôi nể phục. Quý vị và các bạn yêu mến Sang Vlog hãy chịu khó xem hết các video của Sang. Đặc biệt khi xuất hiện quảng cáo hãy chịu khó xem hết quảng cáo và kích vào sản phẩm. Vì khi xem hết hoặc kích vào sản phẩm, số tiền Sang nhận được sẽ cao gấp 10 lần khi ấn bỏ qua. Chúng ta không cần cho Sang và các em tiền bạc, xem hết quảng cáo chính là cách tốt nhất giúp Sang và các em cải thiện thu nhập. Đặc biệt là có thể giúp Sang nhanh chóng thực hiện được ước mơ xây nhà cho tất cả các nhóc trong team. Top Tin Tức trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.